Rồi, Thiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú nha. Đang có cái đám tang rất là lớn luôn. Nên là đây Thiện Tiên nghe cái có tiếng trống cũng lâu rồi thì không có quay cái đám tang nào ở phía trước của đường vào mộ của chú nha. Nên hôm nay là Tiên quay một chút để cho cô chú anh chị theo dõi ha. Chôn chạy giờ mà ta đứng đây quay miếng đi ha, chắc đưa xe ra đây chú đi chú tiểu ơi, hay hay đèn ấy à, có gì mình đi cho nhanh kịp.
nó đồng tan tới rồi cô chú anh chị. Bảo vệ đến nữa nè.
Còn tới đây thì cái video của Hiện Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.